Thưa quý vị và các bạn, ngày nay công nghệ thông tin phát triển cùng với đó là hàng loạt những ứng dụng hẹn hò để kết nối những con người xa lạ trở thành bạn bè, người yêu. Bên cạnh những mặt tốt, những ứng dụng hẹn hò như thế này vô tình trở thành nguồn gốc của những bi kịch. Vào năm 2017, một cô gái đã sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm người yêu và mối tình xuyên biên giới giữa Mỹ và Nga khiến cô tin vào tình yêu đích thực. Nhưng không ngờ rằng chính người cô đem lòng yêu thương lại đang tâm tức đoạt đi mạng sống của cô Chi tiết vụ án ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 17 tháng 4 năm 2017, thi thể được một người dắt chó đi dạo phát hiện bên con đường mòn trong khu rừng ở rìa thị trấn Ansi, hạt Benton, bang Oregon. Cô chết do trúng đạn súng hoa cải ở sau gáy. Thời điểm chết khoảng một ngày trước. Bên cạnh là nhiều màu sắc như túi đồ ăn, hộp thuốc lá, giấy bọc kẹo. Thi thể không có bất cứ giấy tờ cá nhân có thể dùng xác định danh tính, đặc điểm ngoại hình cũng không trùng khớp với những người được bám mất tích trong khu vực gần đây. Sau hai ngày điều tra, vụ án không có tiến triển. Manh mối bất ngờ tới trong lúc cảnh sát kiểm tra rác quanh thi thể, mọi mẫu rác ở hiện trường đều không có giá trị chứng cứ, trừ tờ hóa đơn thanh toán ở một tiệm ăn nhanh KFC. Trên hóa đơn không có tên người thanh toán, nhưng ngày giờ cho thấy giao dịch được thực hiện gần trưa 14 tháng 4 năm 2017. Nhân viên tiệm KFC cho biết. Hôm ấy vào khoảng thời gian trên hóa đơn, có một chiếc ô tô đi qua. Người trên xe mua hai lần đồ ăn. Một giao dịch được trả bằng tiền mặt, giao dịch còn lại dùng thẻ ngân hàng. Qua thông tin thẻ ngân hàng, chủ thẻ được xác định là người đàn ông tên Kevin Thomas. Làm việc với cảnh sát, Thomas nói hôm đó đi mua đồ ăn tại tiệm KFC với bạn thân William Hagoff, 26 tuổi. Sau bữa ăn, túi rác được để trong ô tô của Hagoff. Ngoài ra, Thomas từng cho Hagoff mượn súng hoa cải vì anh ta nói muốn vào rừng bắn súng cho thư giãn. Tới nay, khẩu súng chưa được trả lại. Hagop nói, ngày 16 tháng 4 năm 2017, ngày xảy ra vụ án mạng, đã lái ô tô chở bạn gái tới chợ ở thị trấn Ansi. Túi rác sau khi ăn KFC cùng bạn đã bị vứt ở bên cạnh cửa hàng bách hóa trong thị trấn. Lời khai này rất đáng ngờ vì túi rác bằng cách nào đó đã xuất hiện bên cạnh người chết ở khu vực hẻo lánh. Hagop lập tức được mời tới đồn cảnh sát. Khi đã trong phòng thẩm vấn, Hagop mới bị hỏi về quan hệ với người phụ nữ xấu số. Hagop nói, chỉ biết người chết tên Anna Repkina và gần như không biết gì khác. Anh ta tình cờ gặp cô gái ở trên phố. Hai người sau đó hẹn hò hai buổi và đã không gặp nhau từ giữa tháng 3 năm ấy. Repkina tự ý đăng trên Facebook là đã đính hôn với Hagop, khiến bạn gái Hagop nổi điên. Chờ cho nói hết, cảnh sát mới gây áp lực bằng cách tiết lộ túi giác của Hagop được tìm thấy gần hiện trường án mạng. Có rất nhiều mâu thuẫn trong lời kể của anh điều tra viên nói. Ngay lập tức, Hagop ngừng hợp tác và yêu cầu có luật sư. Dù vậy, anh ta vẫn bước ra khỏi phòng thẩm vấn với chiếc còng số 8 và cáo buộc tình nghi giết hại Anna Rekina. Sau khi bắt giữ nghi phạm, cảnh sát bắt đầu củng cố hồ sơ vụ án. Người chết được xác minh là Anna Rekina, 27 tuổi, quốc tịch Nga. Sau khi chia tay mối tình 7 năm, từ cuối năm 2016, Rekina đặt hy vọng vào trang web hẹn hò trực tuyến. Ước nguyện của Rekina dường như thành hiện thực khi gặp được William Hagov, người sống ở Mỹ nhưng rất thích văn hóa của Nga. Mối tình xuyên biên giới giữa Rekina và Hagov tiến triển như vũ bão, hoàn toàn trái ngược với lời khai chỉ hẹn hò hai buổi của nghi phạm. Rekina từng bay từ Moscow tới bang Oregon để dành kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2016 bên cạnh người tình mới. Sau khi về quê nhà, với nhân đính hôn trên tay, Rekina vội sửa soạn hành lý dự định bỏ lại cuộc sống ở nga để sang mỹ làm đám cưới. Repkina hoàn toàn không biết Hagop đã có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, tên là Michelle Chavez. Họ quen nhau từ hai năm trước. Dù Chavez đã có chồng, hai người vẫn qua lại. Chavez thậm chí còn cho Hagop thuê phòng trong ngôi nhà chị sống với chồng con. Sau một thời gian, Chavez đưa cho nhân tình chiếc nhẫn cưới để làm chứng cho lời hứa sớm bỏ chồng. Nhẫn cưới của Chavez cũng chính là nhẫn đính hôn mà Repkina nhận được sau này ngày 1 tháng 3 năm 2017, Regina trở lại bang Oregon với kế hoạch làm đám cưới. Tin tức này khiến Chavez nổi cơn ghen và bắt Hagop dọn ra khỏi nhà. Bị đuổi, Hagop thuê nhà sống chung với Regina tại thị trấn Covalis, cách nhà Chavez không xa. Khoảng thời gian Hagop không phải đi làm được chia đôi cho hai người phụ nữ. Trong vài tuần sau đó, Hagop luôn nói sẽ giữ lời đính ước với Regina, đồng thời cũng thề thốt dành tình cảm cho Chavez nhưng cảnh chia sẻ người tình không kéo dài được bao lâu. Sau gần một tháng, vẫn thấy Regina ở Mỹ, Chavez đã ra tối hậu thư và bắt Hagop phải chọn giữa một trong hai người. Chỉ vài ngày sau, Regina bị bắn chết. Dữ liệu điện thoại cho thấy, trong khoảng từ 16 giờ 35 đến 16 giờ 48 ngày 16 tháng 4 năm 2017, Hagop đã gọi điện cho Chavez từ hiện trường vụ án. Sau đó cùng ngày, Hagov xuất hiện trong băng ghi hình tại cửa hàng tiện lợi. Trên chiếc đầu trọc có vài chấm nhỏ tối màu. Đối chiếu với ảnh ngoài đời thực, những vết này được xác định không phải nốt ruồi hoặc vết tích vĩnh viễn trên da, nên bị nghi ngờ là vết máu. ADN của Hagov cũng xuất hiện trên khẩu súng hoa cải mượn của bạn. Máy tính của Hagov cũng cho thấy nhiều điều bất thường, nhất là sau thời điểm xảy ra án mạng. Hagov từng lên Google tìm kiếm thần chú giúp quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm tồi tệ, thậm chí sẵn sàng đổi trác bằng linh hồn. Bên cạnh đó, Hagop cũng bị ghi hình trong lúc rút 800 đô la trong tài khoản của Repkina tại cây ATM ở trạm xăng. Theo nhân chứng, hắn ta sau đó còn ôm nhân viên trạm xăng khóc vì bạn gái vừa rời bỏ mình. Hagop dùng số tiền rút được để trả tiền bảo hiểm mua ô tô, mua sắm bộ xếp hình Lego, kẹo và xì gà. Ra tòa vào tháng 10 năm 2019, công tố viên cáo buộc trước tới hậu thư của Chavez, Hagop đã quyết định loại bỏ Repkina. Quyết tâm này được thể hiện qua tin nhắn gửi cho Chavez với nội dung sẽ giải quyết vĩnh viễn chuyện này trước 18 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2017. Cùng ngày Rekina bị giết hại. Theo công tố viên, chiều hôm ấy, Hagop đưa Rekina vào rừng và bắn nạn nhân bằng khẩu súng hoa cải đi mượn. Hagop nhân tiện vứt túi rác vẫn còn trên xe sau buổi ăn trưa từ mấy ngày trước. Không ngờ, đây lại trở thành chứng cứ liên kết hắn ta với hiện trường vụ án. Chưa cá buộc, luật sư bà Chữa cố gắng đẩy nghi ngờ sang cho Chavez, người phụ nữ ghen tuông trong mối tình tay bà. Tuy nhiên, giả thuyết này bị công tố viên phản bác vì trên khẩu súng hung khí chỉ có vân tay và ADN của Hagov, không có của Chavez. Ngoài ra, dữ liệu định vị cho thấy sau so vụ án mạng, Chavez mới đi từ nơi khác tới thị trấn Onsi để gặp Hagov nên không thể gây án. Cuối cùng, William Hagov bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người và trộm cắp tài sản, lãnh án trung thân vào tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, vụ án trên chắc hẳn sẽ giúp quý vị có được những bài học đắt giá về tình yêu. Và nhất là việc có nên thực sự tin tưởng vào tình yêu qua mạng hay không. Quý vị hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng tôi được biết. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.